Nặn thật mạnh tay nào. Đừng ăn khi đang xem video này nha. Như tôi tìm thấy vàng rồi. Móc cục gì to đùng ra nào. Nhìn như phô mai ấy. Ew, không ai biết đâu, cùng màu mà. Ôi, mê chị này quá. Nhìn kìa. Ồ. Đầy bố. Ăn hết bánh đi. Lần thứ ba trong tuần. Cậu sẽ không bao giờ như Sue đâu. Đúng rồi, mình phải từ bỏ tình yêu này thôi. Này gái. Hả? Cậu cần cái này đấy. Hôm làm đẹp cây bóp. Cảm ơn. Không có gì đâu. Tuyệt hơn hộp kho báu luôn. Xem nào. Mình may dã man con ngan. Mình không nên cười ngoác ra. Không ăn bẩn nữa. Phải sửa lại thôi. Nhưng mình sẽ cần một cái tay và một cái chân. Đùa thôi. Yeah, lại đây nào. Xỉa răng nhiệt tình nào cả nhà ơi. Hả? Kéo ra nè. Tớ chưa ăn rau cả tuần luôn rồi. Bữa sáng. Hả? Chờ chút đã. Mình cần thứ gì đó. Răng trắng ơi, tớ đến nè. Sẽ được thôi. Với hàm răng thế này thì phải dùng nhiều kem nha. Ngay cả dưới nếp của tớ cũng thấy sảng khoái. Wow, trắng như tuyết luôn. Nhưng còn đống mụn trên mặt của mình thì sao? Cố lên Emily. Oopsie. Không ai thấy cả. Hả? Anh biên tập đừng thêm vào nữa mà. Không được rồi. Ồ, chúng ta có gì đây nhỉ? Cái nút này để làm gì? Hôn lên má tớ nào. Mình cần kem nền. Đây chính là định luật hấp dẫn đó. Quẩy nào. Không phải tên cà đâu, Emily. Nhiều nữa nào. Mình có linh cảm rằng mình sẽ cần nhiều hơn thế. Chairman à, mình nên bắt đầu kênh làm đẹp ý. Các gái ơi. Ôi, sẵn sàng rồi. Mặt mình đâu mất rồi. Wow, da láng o luôn nè. Da mình dài dễ sợ ý. Chắc đã đến lúc nhổ chúng rồi. Mình cần dùng dụng cụ. Mình nhìn thấy những mẹo cực hay luôn. Đúng thứ mình cần rồi. Thể nào cũng đỉnh của chót cho xem. Dán vậy mới chuẩn. Một, hai, ba và... mình giống bò sát ghê. Đủ để đan áo len Giáng sinh luôn. Mịn quá. Wow, đây là mình thật sao? Ủa, một thần thánh đang gọi mình nè. Wow, sáng rực luôn. Mình bị dị ứng. Xinh dã man. Khuôn mặt này là sao? Phán xét thế nhở? Uầy, xinh phết nha. Dễ hẹn. Có lẽ mình cũng không tệ lắm. Tuyệt vời. Hả? Có lẽ mình nên sửa lại kiểu tóc quê mùa này. Ok là. Cuộc đời thật hoàn hảo. Ngon tuyệt. Mình cũng hơi đói rồi. Toilet ngon tuyệt của mèo á. Vừa ngọt vừa chua. Đã thật. Cứ như có điện trong cơ thể ấy. Hả? Cái gì? Hay là người ta có làm thế này trong tiệm tóc không nhỉ? Chắc Jimin thích màu này nhỉ. Và wow, tóc mình chảy quá. Sao nữa?
Hả? Hết rồi hả? Thôi nào, thôi nào. Wow. Cái gì đây? Hả? Kéo ra có sao không nhỉ? Cách uốn tóc cho cô nàng lười nè. Wow. Hôm nay mình may thật sự luôn. Wow, đỉnh quá. Mình xinh ghê. Biến hình lần nữa nào. Shake it up, shake it up. Xịn sò. Cái gì đây? Legging xinh đẹp. Cả nhà ơi, tớ nè, nữ hoàng đây. Thú vị quá đi. Bình tĩnh, tớ không cắt hỏng đâu. Tớ đang tái sinh cho nó. Yeah, Lisa sẽ thích lắm đấy. Và cắt ở đây. Bá cháy luôn. Mong là các thành viên Blackpink sẽ thích mình. Chi tiết cuối. Và kéo. Wow, cưng xỉu luôn. Để tớ. Mẹ không cho mình xăm hình đâu. Mình sẽ đánh dấu hoàn thành mong muốn này. Chi tiết cuối nè. Ôi, mình sẵn sàng rồi. How you like that? Da 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 da. Mình sẽ làm bài S của mọi người cho xem. Yeah. Giờ đi học thôi. Chào mọi người, tớ đến trường rồi. Tí nữa tớ sẽ ký tên cho. À, cái gì? Sao lại? Hello, chào. Hi. Chào cô cưng. Hẹn gặp cậu trong lớp nhé. Khoan. Hả? Mình nghĩ cậu ấy cần hộp làm đẹp. Hả? Tặng cậu nè. Ôi wow. Đúng thứ mình cần rồi. Ok, coi này. Để coi mình có gì nào. Cái này có làm em nhớ ra cái gì không? Giống y chang mặt em á. Nặn một cục mụn nữa nè. Nhưng đừng nặn mụn nha. Miếng dán mụn chính là thứ em cần để có một khuôn mặt láng mịn á. Dán lên mấy chỗ có mụn nè. Dán mũi nha gái. Sắp xong rồi. Vui thực sự luôn. 1, 2, 3. Hết giờ. Gỡ mấy miếng dán này ra nào. Mục tiêu đã bị loại bỏ. Em có thấy không? Hả? Cái gì? Hiệu quả này. Và lột cái này. Này nữa. Nói chung là ổn đúng không? Wow, không thấy thể tin nổi luôn. Vui hẳn luôn hả chị? Mình phải làm gì cho răng em trắng lên thôi. Có một cách đỉnh lắm nha. Mà thôi. Thế còn đây. Không ổn cho lắm. Mình có người thắng cuộc rồi. Dụng cụ này chính là thứ em cần để cười xinh như hoa. Ok, máy bay sắp đến rồi. Mình cần nơi hạ cánh. Hạ cánh ở đâu đây? Có chỗ hoàn hảo nè. Vị lạ quá ta. Và sao cái này lại phát ra tiếng kỳ cục mà còn tỏa sáng xanh nữa. Chả hiểu làm sao. Được chưa nhở? Oopsie, xin lỗi nha chị mình. Cảm giác thích quá. Cảm ơn. Có dâu kìa. Đâu có. Biết rồi. Em may mắn đó hệ xác lô. Chuẩn, thế nào cũng ngon lành. Ngồi yên này, quan trọng lắm đó nha. Nên không? Ouch, có hơi đau đâu. Ok, còn sống nè. Xong chưa ta? Ôi không. Chẳng được mới ghê. Thử cái khác xem sao nha. Xem đôi tay bé xíu này nè. Nó tới để giúp em đó. Hiệu quả thật này. Em thấy chưa? Đang dụng đấy. Em thử với. Luna, em làm gì vậy? Hả? Phải vẽ lại thôi. À, xong. Như thật luôn hả? Ơi là trời, mũi em như rừng Amazon á. Ồ, yêu, gái ơi. Mình phải làm gì đó thôi. Đừng lo nha. Đây chính là hướng giải quyết của tụi mình. Mở tối đa luôn này. Giờ cho mấy viên tím tím vào đây. Tuyệt.
Tiếp theo là nhìn nó chảy ra, như là giấc mơ hẹn hò Harry Styles của mình. Hình như tụi mình sẵn sàng hành động rồi. Chuẩn, vậy là đủ nè. Dính vào đây nhé. Cái này nữa. Giờ kéo ra. Đành phải vậy thôi. Để chị thử. Tập hợp hết sức mạnh lại này. Khoan khoan khoan, mình làm cùng nhau nhé. Ok, 1 2 3 3 Cảm giác đã thật. Mình có thể đan áo luôn đấy. Hơi bẩn tí thật. Xem tay em nào. Sao mà thấy mắc ói quá. Nên làm gì nhỉ? Yeah, dùng cái này nha. Nên làm gì hả chị tôi? Hả? Em sẽ thử xem. Ok. Hơi sợ rồi nhá. Giờ xoay đi. Chuẩn, em làm rất là đỉnh đó. Được nè. Này Roxy, muốn xem cục vàng của em không? Luna. Làm tóc cho bé thôi. Gỡ ra nè, không cần đâu nha. Chính xác luôn. Xong. Chewbacca. Mình muốn xem quá. Sao con quái vật này nhìn mình vậy hả? Cái này sẽ cứu vãn tình hình. Mình không trà lên răng đâu. Bình tĩnh nào. Mong là ổn. Bắn chạy sắp đi đời mất rồi. Không hề hiệu quả. Đừng lo, để đó cho chị. Cảm giác như massage. Đã cái nư ghê. Có vẻ là xong rồi nè. Wow, xịn sò ghê. Yay, em tỏa sáng nè. Xem em này, em có ria màu hường à? Thêm chút màu mè nha. Ok. Chỉ có màu đây gì? Này gái. Đỉnh quá đi. Wow, trông em giống Harley Quinn không nè. Cảm ơn tuyệt chị. Tuyệt quá đi. Trong hộp có gì thế ạ? Cái gì? Em không hiểu lắm. Cái này làm gì vậy? Luna, xem chị làm này. Cái này để em vẽ lông mày đó. Để chị cho em coi tài năng hội họa nha. Đừng di chuyển, không là hỏng đấy. Xong. Wow, lông mày xinh quá à? Có gì thiếu thiếu rồi. Em sẵn sàng trang điểm môi chưa? Chuẩn bị nha. Bắt này. Trời ơi, không mận bằng mình đâu. Tìm thấy Nemo rồi, em là Nemo ạ. Vậy là xong. Xem môi này gái. Crush của em sao mà chịu nổi. Và chi tiết cuối cùng. Boom. Em thích lắm ạ. Cùng xỉu luôn. Tuyệt, em thử cho khác nhá. Ok, em biết mình làm được mà. Một đường nè. Và hình chữ U nữa. Này Roxy, Valentine đến sớm rồi nha. Cảm ơn, bé đáng yêu ghê. Chị cũng vậy ạ. Mà chưa xong đâu. Xem nè. Chị thấy sao ạ? Cũng hơi ghê ghê em gái ạ. Mình thử cái khác nha. Trò này hiệu quả lắm. Tin chị đi. Em muốn xem quá à? Xong. Gọn gàng rồi. Hoàn hảo. Cho em xem với. Em nhìn thấy rõ lắm. Wow. Luna, cái gì? Chị xem nè. Nè, là gì mép á? Ta lỡ cho con Roxy à? Luna, em hại quá đi mất. Wow. Chị có cái này hay hơn. Mi giả nam châm chính là thứ em đang cần đó. Lấy cái này ra nè. Thật ạ? À? Nam châm sao? Hai miếng này dính với nhau như là hắn sẽ dính với em ấy. Wow. Cảm nhận làn gió đi.
nào, mình phải làm gì đó. À ha, làm cơn bão biến mất nào. Của em đây. Cảm ơn, em không ngờ luôn á. Giờ đứng lên để chọn đồ thôi. Chị có đồ gì? Có rồi nè. Boom. Cái gì vậy nè? Nó em không thích, xin lỗi nhá. Để coi nào. Wow, xinh phết ạ. Cưng quá à. Mình selfie nhé. Giơ tay lên trời nào. Cái gì vậy? Rậm rạp vậy má. Cái gì? Mình phải ra tay thật nhanh. Có gì mà ta. Đến lúc dọn vườn rồi bà con. Lại đây nào, bụi cỏ. Cỏ hả? Đâu có. Không. Xong. Đừng mà xin đấy. Hả? Ồ, vậy là hết rồi sao? Wow, tuyệt vời. Hả? Cái gì? Chị đàn áo tôi đống này đó gái. Nhưng mà hơi hồi xíu. Chắc là giặt đỡ. Em cũng muốn xỏ khuyên. Luna ơi, em còn nhỏ lắm. Nhưng xem nè má. Wow, xem nè, hôn nhau đó. Làm luôn cho gọn nè. Thử nhiều cái xem. Cứ như màn tạo nhân vật á. Thích quá đi. Sẵn sàng chưa nào? Tiếp theo là hình xăm. Em xem với, em xem với. Mình phải bóc miếng dán nè. Nhìn xinh xẻo thực sự ạ. Wow, cưng xỉu luôn. Chị cũng thích của em lắm. Boom. Gì vậy ta? Mềm quá, em cũng muốn như vậy á. Chị có cái này cho em nè. Xem đây. Ôi, đau quá. Wow, mềm ơi là mềm. Sao bé không lắc. Lên nóc nhà là bắt con gà. Em nổi tiếng lắm luôn nè. Em nổi tiếng thật sao? Chuẩn, và đây là quả cho cưng. Tuyệt quá. Tuyệt quá, em cảm ơn. Giờ em sẽ siêu nổi tiếng ở trường luôn. Tuyệt, em đi nhá. Bye. Mấy cậu sẽ bị trẹo cổ vì nhìn ngắm tớ cho mà xem. Bất ngờ chưa ông bà già. Nhìn anh ta kìa. Không xứng đáng với mình. Ôi là trời. Đó có phải. Wow. Ok, cho nhờ tí. Chọc mình hả? Xem nè. Lại đây bé ơi. Tội nghiệp bé, để chị giúp em. Em hóa trang Halloween hơi bị lâu rồi đấy nhỉ. Vậy vẫn chưa đủ đâu. Trà nó ra thôi. Ổn áp đó. Nhẹ tay thôi. Chủ chức của tớ là một con bé 5 tuổi nuôi chó. Tớ chả thấy gì hết. Nhưng chắc tớ phải tin tưởng cậu thôi. Gái à. Hả? Để coi. Wow, sáng sủa hẳn ra. Giờ ổn rồi nè. Quà bất ngờ sao? Điện thoại mới. Chán hòm. Đây là thứ mình cần nè. Đổi style của cưng nào. Lấy hai cái tô ra. Sao không cho tớ cái điện thoại ấy? Đồ nhà giàu. Xong rót nước xong rồi nè. Tuyệt. Giống tiền tiết lộ giới tính tiết kiệm vậy á. Chọn đi nào. Uống ba ngà cả là xí muội. Hình như màu đã hòa vào nước rồi nè. Đúng thứ tụi mình cần luôn. Đừng chọn thuốc xanh nhé em yêu. Sẵn sàng chưa bé cưng? Dĩ hả? Nhúng cả tóc chứ nè. Tôi để quên bộ đồ lặn ở thùng rác rồi. Tiếp theo là màu xanh dương.
chân tóc thôi. Nhìn giống chị rồi nè. Yêu. Còn giờ cắt tóc thôi. Mong là cậu biết cách làm đúng. Cắt ít thôi nhá. Không, nhiều vậy. Chà, chắc cũng đến lúc phải thay đổi rồi. Wow. Được đó. Tuyệt. Giờ đến lúc đi tắm rồi. Hồi nãy đã cọ tôi bằng bàn chải rồi mà. Nhìn màu mè chứ này. Tụi mình thêm nước nha. Xong rồi. Lớn lên nào mấy bé. Woohoo. Như là phép màu ý. Tuyệt nhỉ. Đây là phân đoạn ASMR của video đó nha. Vụ này vui hết sức. Mấy kênh tự làm khác chẳng hay bằng tụi tớ đâu. Lên đèn nào bà con. Đến lượt giải vỏ sò quanh bồn tắm rồi. Mình cứ thích xem người ta tận hưởng spa luôn. Sẵn sàng chưa nào? Che lại đi. Làm cái gì thế không biết. Tự dưng tớ hết tức giận thế giới này rồi. Tận hưởng đi nha. Tuyệt vời ghê. Dịch vụ 5 sao có khác. Lâu lắm rồi mình mới thư giãn thế này. Có vẻ cậu cũng không sâu tính. Wow, nhìn tớ đi thật chậm nè. Đấy mới gọi là điện ảnh nha. Cậu thấy sao rồi cô gái? Nói thật thì rất là đã cái nơ luôn. Và giờ là thay đồ nha. Sao lại không? Wow, mình thấy hơi chóng mặt. Wow. Ôi, tuyệt. Cưng xỉu. Tính gì vậy? Một đứa bé hoàn hảo. Wow, khoan, trẻ con. Tụi mình có tua nhanh quá không vậy gái? Ái chà, chắc phải vậy rồi. Cơ mà cái bụng này hơi nặng á. May mà mình lúc nào cũng mang theo súng bắn keo. Đứng yên. Càng nhiều keo càng tốt. Nên tớ sẽ xịt thêm chút xíu. Dặm thêm chút mắm, chút muối nè. Uầy. Xem bé nè. Hay là em bé bình thường không được sinh ra thế này đâu nha. Có bầu rồi. Yay. Bừa bộn ghê. Mình phải dọn dẹp đã. Bắt đầu thôi. Nhìn rất tuyệt đời rồi đó. Đây không phải là hang nhện nhện đâu. Đứng im. Cứ như tớ di chuyển được vậy. Chỗ này bẩn quá. Ghê ghê. Không, màu tớ thích đó. Bắt đầu làm nào. Vùng đất màu hương. Xong. Mình dùng nhạc mới nhé. Cái này được nè. Xem và học hỏi đi bà con. Cơ mà tớ không phải ảo thuật gia đâu. Xịn sò ghê. Ghen tị không mấy bồ. Chuẩn như lên dẫn. Lại đây nào hộp. Để xem có gì nha. Tuyệt quá. Buộc ở đây nhé. Làm cùng nào các bạn. Mong là tớ không nhanh quá. Giờ dùng mấy mẫu khác nè. Vậy mới xinh được. Chiến luôn thôi. Ôi, hoàn hảo. Wow, cảm giác như công chúa cầu vồng vậy. Em bé thích không? Mà ngủ ở đâu ạ? Đúng rồi, không thể để bé thất vọng. Triệu hồi phép thuật của tôi. Kiếm ánh sáng hả? Nhầm hàng rồi bà ơi. Vậy mới chuẩn nè. Giờ nhét nó vào hai bên luôn. Quan trọng nhất là các góc. Bơ
Chốt tiếp theo. Lại đây với chị nào. Đừng lo, thầy tớ là Lộc Phụ Hồ đó. Tớ xây rất là nhiều căn nhà trong Sims luôn rồi. Nhìn được đấy. Như vậy thì giường sẽ êm hơn một chút. Mình muốn em bé được cảm thấy ấm cúng. Làm thôi. Buộc mọi thứ lại xem nào. Tén tên. Và thêm chút đồ chơi cho bé con đáng yêu nữa. Mẹo này không phải ai cũng biết đâu à nha. Đặt cạnh giường mình nào. Xem bé cưng này nè. Quá giá phù hợp cho các baby. Hoặc là quái vật. Ai mà biết được chứ. Mình còn thấy thích nữa là... Này! Mình có thể tân trang cái đó luôn. À, chuẩn không cần chỉnh. Ôi, tự nhiên có cái mình cần ở đây luôn. Họa tiết hợp ghê. Cứ bơi tiếp đi mấy bé cá ơi. Phải vẽ thêm một chút. Ôi, đưa đây nào anh quay phim. Ngôi sao thực sự đã xuất hiện rồi. Mọi thứ đã ở đúng vị trí. Các bạn đã sẵn sàng đánh thức Picasso bên trong mình chưa? Nằm nguyên một chòm sao nha. Bé con mình đáng giá cả vũ trụ ý. Wow. Nhưng mình cần thêm đèn. Ôi, xem cái này nè. Tuyệt. Tỏa sáng lên nào. Ai chà, cái hộp này giống niêu cơm thạch xanh ghê. Thật luôn đó. Cái gì cũng có. Hoàn hảo. Chi tiết cuối nè. Yay. Giờ phải thêm dân cư cho ngôi nhà này thôi. Các bé sẽ cảm thấy như ở nhà luôn. Chào gấu mẹ nhỏ. Lại một dự án tuyệt vời cho bộ sưu tập này. Nếu các bạn muốn giỏi như tớ thì hãy đăng ký nha. Chuẩn. Bước này cần thiết lắm đấy. Wow. Hả? Sao lại có mấy cái này ở đây? Chuẩn rồi nè. Nhân đôi lên nha. Thích nghi, tiến hóa, vượt qua. Chỉnh sửa video chính là phép màu đỉnh nhất à. Xem cái sàn này nè. Tuyệt. Ôi, bừa bộn quá. Mình phải trang trí bức tường này. Yay. May mà mình có xem bà Đan mới kéo len xấu như con gấu. Cắt nè. Giờ phải cẩn thận lấy cái này ra khỏi tay. Và buộc lại. Làm bóng lông thôi. Giờ cắt nào. Nhớ cẩn thận nhé mấy bé. Đừng vội. Trang trí thế này mới chắc. Yeah, xịn. Pop 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 pop. Anh chỉnh phim sẽ chiếu thêm một tí cho các bạn coi đó. Mê chữ E kéo dài đúng không? Các bạn có thể tự làm chứ. Chắc là được mà. Nhưng đừng chạy khi cầm kéo nhé. Cưng xíu. Ủa? Cái gì vậy nhỉ? Chả có gì. Tuyệt vời. Dính vào đây đi bé. Ý tưởng trang trí mới tự nhiên xuất hiện từ thinh không. Tạo dáng để lên hình nào. Giờ mình có thể dùng nó làm kệ đựng đồ quan trọng rồi. Ví dụ như đồ chơi cho bé con trong bụng mình. Tạ ơi, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Giờ đóng lại nè. Mình muốn để lại chút dấu ấn. Và tiện thể trang trí luôn. Đánh dấu chủ quyền này nọ nè. Cuốn cũng làm thế. Nhưng chúng dùng cách khác cơ. Nhìn chất như nó cất. Phải công nhận đấy. Căn phòng mơ ước của mọi đứa trẻ. Siêu màu mè rực rỡ. Cái lều này chính là điểm nhấn. Nhưng cái gì mình cũng thích hết. Mọi thứ đã được ổn áp rồi. Cha phải công nhận nhá. Cậu làm hơi bị được đó gái. Nè bé ơi. Phòng của mình xinh quá. Đến lúc rồi đó. Bé cưng đây nè.
Đây nè bé Huggy. Chúc mừng miệng nha bé con. Ồ, em bé của mì. Con muốn ăn nữa. Hả? Hả? Gì? Nữa hả? Lại đây mẹ đi.